Hello anh em đã quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Và đây là chiếc Acer Trail Gaming F15 FX506HC. Thì hiện tại máy này đã có mặt tại Laptop World. Anh em có thể search ở trên trang web laptopworld.vn hoặc là ghé trực tiếp hai cơ sở để có thể trải nghiệm cũng như là mua sản phẩm anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip giới thiệu nhanh về chiếc máy này thôi, bởi vì là cũng không có gì đánh giá quá là nhiều. Thì hôm bữa chúng ta được đi trên tay phiên bản CPU AMD của TUF Gaming rồi này, và chúng ta được đi trên tay phiên bản TUF Dash F15 rồi này. Thì những phiên bản đó chúng ta đã có là CPU AMD hay là CPU Intel Core i7 Gen 11. Thì hôm nay với phiên bản này nó được sử dụng là Intel Core i5 Gen 11 anh em ạ, 11400H và RTX 3050. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhanh về chiếc laptop này trong video này anh em nhé. Bắt đầu thôi nào. Đây có thể là một cái phiên bản nó gọi là bình cũ rượu mới đến từ nhà Acer, và nói riêng đấy là dòng TUF. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế bên ngoài nó không có gì thay đổi cả, vẫn là một cái thiết kế nó rất là quen thuộc mà thôi. Phần mặt lưng bây giờ đây nó có mặt lưng bằng kim loại, sờ rất là mát tay, đấy, cứng cáp. Logo TUF, chữ TUF đây, logo TUF đây, và cái đường V-cut nói chung là nó vẫn thế, nó không có gì khác biệt cả. Bên mặt đáy cũng thế, đây mặt đáy của máy đây, chúng ta vẫn sẽ có những cái lưới tổ ong nhưng mà nó bị bít gần hết và nó sẽ chỉ hở ra một số những cái khe như thế này thôi. À bây giờ đây nó hở ra nhiều hơn năm ngoái anh em ạ. Năm nay thì chúng ta được làm những cái khe thoát gió nó khoét nhiều hơn so với ở phiên bản năm ngoái, cho chúng ta một cái đường lấy gió nó thông thoáng hơn. Và những cái khe thoát gió tản nhiệt ở các bên này thì chúng ta sẽ có 3 khe thoát gió tản nhiệt, ở cạnh đáy 2 khe và ở cạnh bên phải của máy là một khe, còn bên cạnh bên trái thì sẽ toàn là cổng kết nối mà thôi chứ không có khe nào ở đây hết. Và vào đến phía bên trong máy thì sao? Đây, bên trong máy chúng ta cũng vẫn có một cái thiết kế nó gọi là nó không có gì thay đổi so với cả năm ngoái đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ có bên trên là một cái tai thỏ ngược ở đây, gồm có webcam và micro điện thoại. Thì webcam bây giờ đây cũng là rất cần thiết với các bạn học sinh sinh viên rồi đúng không nào? Nói chung là cái thiết kế này nó cũng không có gì gọi là khác biệt so với cả cái phiên bản năm ngoái đâu, mình không nói quá nhiều nữa anh em nhé. Viền màn hình vẫn rất là mỏng, và với màn hình của chiếc máy này vẫn là một chiếc máy kích thước 15,6 inch độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và tần số quét 144Hz, độ bao phủ màu thì 45% NTSC. Không phải nói quá nhiều nữa về cái độ bao phủ màu của chiếc màn hình này, bởi vì là đây là phân khúc giá rẻ. Chúng ta không thể đòi một cái chiếc màn hình mà trong phân khúc giá rẻ nó cho chúng ta một độ bao phủ màu thật là cao được. Rất là khó anh em ạ. Và với một cái combo cấu hình nó không phải là yếu nữa thì rất là khó để có thể đòi cái độ bao phủ màu nó lên tới khoảng độ 90-100% sRGB. Với cái chiếc màn hình này nó chỉ dừng lại ở 65% mà thôi, thì nó sẽ phục vụ tốt cho chúng ta về công việc chiến game, về các tác vụ chiến game, bởi vì là cái tần số quét của em nó đã lên tới là 144Hz. Đó, chúng ta có thể phục vụ tốt để chiến game. Acer họ nhắm cái chiếc laptop này thứ tư tượng là chiến game, cho nên là với chiếc màn hình này nó chỉ dừng lại ở 45% NTSC mà thôi, không thể đòi hỏi một chiếc màn hình màu sắc quá đẹp được. Đấy, nếu mà anh em nào quan tâm tới chiến game, chỉ có nhu cầu chiến game, không có tác vụ làm đồ họa, không yêu cầu màu sắc chuẩn xác thì hãy lựa chọn laptop này anh em nhé. Còn nếu mà anh em nào yêu cầu màu sắc chuẩn xác thì tôi bỏ qua video này luôn. Đấy là cái góp ý thật của mình. Rồi chúng ta cùng đi xuống bên dưới nhé. Bàn phím của máy thì bây giờ đây chúng ta đã có bàn phím là RGB, và RGB là một vùng thì nó vẫn giống với cả năm ngoái mà thôi chứ cũng không có gì thay đổi nhiều đâu. Vẫn là cái hành trình phím nó rất là sâu như thế, và có cả phím W3D được làm trong suốt ở đây. Đấy, những cái đường cắt ở đây nó sẽ khớp vào cái đường V-cut ở phía bên trên này. Nó cũng không có gì lạ lẫm nữa rồi đúng không nào anh em, một cái thiết kế rất là quen thuộc. Và mình sẽ gán cái link video review cái phiên bản TUF Gaming ở phía góc bên phải màn hình. Anh em có thể click vào và theo dõi chi tiết hơn để mình review anh em nhé. Vậy thì cái điểm khác biệt ở trên em máy này so với cả phiên bản năm ngoái là gì? Tất nhiên là đến từ cấu hình, đến từ cái loại rượu ở bên trong cái bình này này. Đấy thì chúng ta sẽ có là i5 Gen 11 11400H, CPU hiệu năng cao đến từ Intel cho dòng laptop gaming mới đây này. Chúng ta sẽ có là 6 nhân 12 luồng, TDP sẽ là 45W điện đó, và card đồ họa đi kèm sẽ là RTX 3050 4GB anh em nhé. Bên cạnh đó thì sẽ có RAM của máy là RAM 8GB bớt 3200 và SSD là 512GB. Ngoài ra thì nó sẽ có hai khe để anh em có thể thay thế và nâng cấp trên máy này. SSD cũng thế, chúng ta đều có thể thay thế và nâng cấp. Đó thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm để có thể sử dụng, nếu mà lo thiếu dung lượng về sau này thì không phải lo đâu, có thể nâng cấp được anh em nhé. Và máy này sẽ có cả Wi-Fi 6 để anh em có thể sử dụng chiến game khi mà không có cổng mạng LAN, khi mà không có rắc mạng để cắm trực tiếp vào máy ấy, thì chúng ta có thể kết nối Wi-Fi 6, kết nối cũng rất là ổn định anh em nhé. Về hiệu năng của em máy này thì khi mà mình đi test có bài test Cben R20, mình không có cắm sạc và mình test ở chế độ là performance thì em nó mang lại cái điểm số cả đơn nhân cả đa nhân nó cũng ở mức gọi là trung bình thấp thôi. Nó gần bằng so với cả em Ryzen 5 4600H, với điểm đơn nhân sẽ là 398 điểm đơn nhân và đa nhân sẽ là 2240 điểm. Đó. Tiếp theo đấy chính là bài test Geekbench 5 thì nó mang lại điểm đơn nhân là 1460 điểm và đa nhân sẽ là 6520
22 điểm. Cũng nói chung là sẽ thấp hơn cả Ryzen 5 4600H. Chỉ có điểm đơn nhân là nhỉnh hơn một chút mà thôi. Rồi thì mình có test qua tựa game là War Thunder ở đây. Thì thật sự là với cái mức hiệu năng này, nó mang lại cho chúng ta khả năng chiến game cũng rất là ổn khi mà mình để mức setting 2. Và mức điện năng tiêu thụ của nó sẽ vào khoảng độ hơn 60W điện cho tới 70W điện ở GPU, và khoảng độ hơn 10W điện thôi với CPU. Thì cái công nghệ Dynamic Boost nó hoạt động cũng khá là hiệu quả trên máy này, khi mà chúng ta không cần thiết phải sử dụng quá là nhiều tới điện năng của CPU thì sẽ được đẩy bớt sang bên GPU cho anh em có khả năng chiến game được mượt mà hơn anh em nhé. Và nhiệt độ thì cũng khá là mát mẻ trên máy này, khi mà có mức nhiệt độ của GPU sẽ loanh quanh khoảng độ hơn 70 độ, dưới 80 độ và chắc chắn là sẽ hơn 70 độ chứ không có thấp hơn. Còn với CPU thì nó sẽ loanh quanh khoảng độ 60, 64, 66 độ và loát khoảng độ 24-25% gì đó, cũng khá là thấp mà thôi. Và mức FPS duy trì được ở khoảng độ hơn 90fps cho tới hơn 100fps. Đây là một mức FPS cũng khá là ổn định ở mức setting 2 với tựa game này. Tại vì là tựa game này nó ngốn khá nhiều card đồ họa, nhưng mà chúng ta để ở mức setting này và hình ảnh đẹp đẽ như thế là mình thấy cũng khá là ổn áp rồi. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đi kèm với cả một chiếc màn hình 144Hz có cả Adaptive Sync thì sẽ cho chúng ta một trải nghiệm chiến game phải nói rất là mượt mà trên máy này luôn, khi mà mức FPS lúc nào cũng ở khoảng 90-100fps, mọi trải nghiệm của mình đều rất là mượt mà anh em nhé. Và đi qua cái phần test hiệu năng thì chúng ta sẽ cùng tới với những phần khác ở trên máy này anh em nhé. Thì ban nãy mình có chiến game và mình có gọi Discord với cả bạn mình, thì mình có hỏi về cái chất lượng mic ở trên máy này, thì bạn mình nói rằng là mic khá là ngon, không bị noise, không bị ồn. Thì mình mới nhận ra cái vấn đề rằng là máy này nó được trang bị tới 3 mic ở trên phía trên này cơ anh em ạ, 3 micro đấy. Và nó có công nghệ là AI Noise Cancellation, cho phép nó loại bỏ các cái tiếng ồn, các cái tạp âm, cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh nó được tốt hơn, được tối ưu hơn ở trên máy này. Và đặc biệt khi chúng ta chiến game, chúng ta kiểu call team với cả anh em ấy, thì cái mic này nó phục vụ khá là tốt anh em nhá. Rồi với pin cũng như là cổng kết nối của máy thì sao, thì đầu tiên sẽ là về cổng kết nối trước em nhá. Một dài các cổng kết nối đặt hết sang bên cạnh trái của chiếc máy này đấy, em nhìn này, cổng nguồn mạng LAN RJ45 HDMI, USB Type A có hai cổng 3.2 Gen 1, một cổng USB Type C ở đây và đi kèm là Thunderbolt 4 luôn, và một jack audio 3.5. Mình khá là thích cái chuẩn Thunderbolt 4 ấy, bởi vì là hiện tại thì chỉ có trên Intel Gen 11 mới có thôi. Đó, nó sẽ cho chúng ta tốc độ copy dữ liệu nhanh hơn này, có thể xử lý được nhiều các cái chuẩn, có thể áp dụng được nhiều các cái chuẩn kết nối hơn ở trên cái cổng này, như là xuất hình ảnh ra màn hình rời có thể lên tới chuẩn 8K hoặc là bốn màn hình 4K, và rất là nhiều thứ khác, bạn copy dữ liệu được rất là nhanh. Rồi sang đến cạnh bên phải của máy thì bên này sẽ chỉ có là một khe thoát gió tản nhiệt, một khe quạt Kensington và một cổng USB Type A nữa, và đây cũng là 3.2 Gen 1 anh em nhé. Như vậy là cũng mình đánh giá là cũng khá là đủ các cổng kết nối để cho anh em có thể sử dụng để chiến game rồi. Một chuột, một bàn phím hay là một tai nghe hay là một cổng USB nữa là cũng đủ cho chúng ta để có thể sử dụng vô tư và thoải mái anh em nhé, trên cái hệ thống cổng kết nối của em máy này. Và cả cổng mạng LAN để phục vụ chiến game được mượt mà hơn, hay là xuất hình ảnh ra màn hình rời nó được tối ưu hơn nữa, thì em máy này đều có đủ em nhá. Rồi thì với pin của máy thì sao, thì laptop gaming mình nghĩ là cũng không nên đánh giá về pin nhiều đâu, cũng nên đừng nên hỏi về pin quá là nhiều, tại vì là em máy này chỉ trang bị viên pin 3 cell và 48 Wh mà thôi. Thì ban nãy mình có test Zenbank R15 ở trên em máy này, thì khi mà mình rút sạc và mình cắm sạc là hai cái mức hiệu năng nó khá là chênh lệch nhau anh em ạ. Chính vì thế mà để mà tối ưu được hiệu năng trên máy khi mà chúng ta sử dụng để chiến game hay là để làm việc gì đó ấy, thì mình nghĩ là anh em nên ưu tiên cắm sạc vào nếu có thể anh em nhé. Hãy cắm sạc vào và sử dụng để có thể đảm bảo được mức hiệu năng tối ưu nhất có thể cho chúng ta. Và đó là một bài trên tay nhanh của mình với chiếc Asus TUF Gaming F15FX506HC, một chiếc laptop đang có sẵn tại LoadWorld và một chiếc laptop gaming giá rẻ phục vụ cho chúng ta về tác vụ chiến game, cấu hình khá là ổn áp cho chúng ta, hiệu năng ổn. Còn anh em cảm nhận về chiếc laptop này, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Và hãy đừng quên ủng hộ channel của Laptop World bằng cách nhấn like video, subscribe channel cũng như là nhớ vào nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.